Tiếp tục các thông tin liên quan tới vụ bắn hai tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào sáng nay. Trong tuyên bố vừa được đưa ra, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Masuno cho biết vụ phóng là hành động gia tăng căng thẳng của Bình Nhưỡng. Sáng 14 tháng 3, quân đội Hàn Quốc cho biết thêm Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Nhật Bản đang thu thập thông tin về tên lửa Triều Tiên phóng, đồng thời chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến vụ phóng. Chúng tôi cho rằng khả năng Triều Tiên sẽ tăng cường các hành động gây hấn sẽ diễn ra trong thời gian tới, bao gồm các vụ phóng tên lửa và thậm chí là thử hạt nhân. Trước đó, ngày 13 tháng 3, Triều Tiên cho biết họ đã bắn thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm. Trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung lá chắn tự do lớn nhất trong vòng 5 năm qua, Bình Nhưỡng cho biết cuộc thử nghiệm đã xác thực phương tiện răn đe chiến tranh hạt nhân trong các không gian khác nhau, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận lá chắn tự do của Mỹ và Hàn Quốc. Những diễn biến trên đã phát đi tín hiệu cho thấy tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi trải qua một năm 2022 đầy biến động. Thưa quý vị, kế hoạch mua sắm tàu ngầm của Australia trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS vừa được tiết lộ sáng nay khi nước này cho biết sẽ chi 368 tỷ đô la Australia để mua 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và tự chế tạo 8 tàu ngầm thế hệ mới do Anh thiết kế và sử dụng công nghệ của Mỹ. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Phát biểu tại San Diego, Mỹ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết trong 3 thập kỷ tới, nước này sẽ chi 368 tỷ đô la Australia để trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Australia Albanese khẳng định việc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là để củng cố an ninh quốc gia, nâng cao khả năng phòng thủ và đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Thỏa thuận AUKUS mà chúng tôi xác lập ngày hôm nay tại San Diego là khoản đầu tư lớn nhất vào năng lực quốc phòng của Australia từ trước cho đến nay, nhằm củng cố an ninh quốc gia và sự ổn định trong khu vực. Để trấn an sự lo ngại trong khu vực liên quan đến vấn đề hạt nhân trong dự án mua sắm kỷ lục này, cả Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều khẳng định việc Australia sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và Hiệp ước Rarotonga về một khu vực Nam Thái Bình Dương không có vũ khí hạt nhân. Tôi muốn làm rõ với tất cả mọi người rằng ở đây không có sự nhầm lẫn, hiểu sai về một trong những nội dung quan trọng. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân không phải là được trang bị vũ khí hạt nhân. Australia tự hào là quốc gia không có vũ khí hạt nhân và nước này tiếp tục duy trì cam kết này. Hải quân Australia đang có nhu cầu vô cùng lớn trong việc hiện đại hóa lực lượng và nâng cao năng lực để đáp ứng với tình hình mới. Việc mua tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ và chế tạo tàu ngầm tại nước này không chỉ giúp Australia nâng cao năng lực của đất nước, mà còn giúp nước này mở đường cho việc phát triển ngành công nghiệp đóng tàu ngầm để Australia có thể tự chủ hơn trong việc bảo vệ an ninh đất nước. Đồng thời, thỏa thuận này cũng cho thấy mức độ tin tưởng hơn giữa ba nước Australia, Anh và Mỹ, đặt nền móng cho hợp tác sâu sắc và chặt chẽ hơn giữa ba nước trong thời gian tới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, từ Sydney, Australia. Thưa quý vị, các cơ quan liên quan của Mỹ đang thực hiện các hành động quyết đoán để bảo vệ nền kinh tế bằng cách củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng. Đó là thông điệp được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Tài chính Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Công ty Bảo hiểm Liên bang FDIC liên quan tới việc ngân hàng thung lũng Silicon SVB bị phá sản. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đảm bảo rằng hệ thống ngân hàng Mỹ tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ tiền gửi và cung cấp khả năng tiếp cận tín dụng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp theo cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và bền vững. Người dân Mỹ có thể tin tưởng rằng hệ thống ngân hàng vẫn an toàn, các khoản tiền gửi của các bạn vẫn ở đó, sẵn sàng khi các bạn cần. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng hối thúc Quốc hội ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các ngân hàng, tránh để vụ việc tương tự lặp lại. Ông lưu ý một gói cứu trợ lớn như đã được áp dụng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, không nằm trong số các biện pháp đang được chính phủ cân nhắc. Tuy nhiên, tâm lý các nhà đầu tư tại Mỹ vẫn bị ảnh hưởng
dẫn đến việc các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 3. Vụ sụp đổ của SVB khiến các nhà đầu tư đồn đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ lưỡng lự về dự kiến tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng này. Hiện các nhà đầu tư tập trung theo dõi số liệu lạm phát dự kiến được công bố ngày 14 tháng 3 để dự đoán mức tăng lãi suất của Fed. Chính sách của Fed chịu trách nhiệm một phần cho những gì đang xảy ra trên hệ thống ngân hàng. Việc tăng lãi suất một cách liên tục trong 14 tháng qua đã tạo ra vấn đề về thanh khoản cho các ngân hàng. Và giờ khi nhận ra những tác động của chính sách mà họ đề ra, Fed có khả năng sẽ làm chậm lại quá trình tăng lãi suất. Hiện tại, các chuyên gia cho rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề nào lan rộng ra toàn bộ lĩnh vực ngân hàng. SVB lớn nhưng là ngân hàng duy nhất phục vụ gần như độc quyền thế giới công nghệ và các công ty được vốn đầu tư mạo hiểm hậu thuẫn. Các ngân hàng khác đa dạng hơn nhiều trên nhiều ngành, cơ sở khách hàng và khu vực địa lý. Vòng kiểm tra sức chịu đựng gần đây nhất của Fed đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn nhất cho thấy rằng tất cả sẽ sống sót sau một cuộc suy thoái sâu sắc và tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể. Tuy nhiên, có thể có những hiệu ứng dây chuyền kinh tế ở trong giới khởi nghiệp công nghệ nếu số tiền còn lại không thể được giải phóng nhanh chóng. Thưa quý vị, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, chi phí chăm sóc trẻ em tại Vương quốc Anh hiện thuộc hàng đắt đỏ nhất trên thế giới, chiếm gần 30% thu nhập của một cặp vợ chồng có hai con nhỏ. Chi phí quá cao khi gửi trẻ tại các cơ sở trông giữ đã buộc nhiều người phải ngậm ngùi từ bỏ cơ hội việc làm để dành thời gian chăm sóc con cái. Năm ngoái, chị Lucy, một bà mẹ hai con, đã phải từ bỏ một cơ hội việc làm ưa thích sau khi tính toán ra rằng chi phí phải trả cho việc trông giữ trẻ toàn thời gian sẽ nhiều hơn số tiền mà chị có thể kiếm được. Thay vào đó, chị phải chấp nhận công việc dọn dẹp bán thời gian và cố gắng chờ đợi đến khi các con lớn hơn chút nữa. Đó không phải việc tôi thích, nhưng nó giúp tôi linh hoạt về thời gian và có lợi cho gia đình. Sự nghiệp của tôi đã bị đình trệ bởi chi phí chăm sóc trẻ nhỏ hiện quá đắt đỏ. Các chi phí cho dịch vụ chăm sóc trẻ mỗi tháng tiêu tốn của chị Lucy khoảng 800 bảng Anh, tức là gần 90% mức tiền lương từ công việc dọn dẹp của chị. Và những trường hợp như vậy không phải là hiếm tại Anh. Theo một khảo sát mới đây, có tới 76% số bà mẹ cho biết các khoản chi phí chăm sóc trẻ đắt đỏ đã tiêu tốn phần lớn tiền lương của họ và triệt tiêu động lực làm việc. Các ông bố bà mẹ không nên bị đẩy vào cảnh kiếm được bao nhiêu tiền lại phải chi trả bấy nhiêu cho các hóa đơn. Nếu tôi có một công việc với mức lương tối thiểu, tất cả sẽ phải dùng để chi trả cho nhà trẻ. Hầu hết các dịch vụ chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi ở Anh đều do các công ty tư nhân cung cấp. Mặc dù chính phủ Anh đã chi hơn 20 tỷ bảng trong 5 năm qua để hỗ trợ chi phí chăm sóc trẻ, như vậy vẫn là chưa đủ. Trong năm ngoái, chi phí trung bình cho dịch vụ chăm sóc trẻ mẫu giáo toàn thời gian tại Anh vẫn lên tới hơn 14.000 bảng một năm đối với một trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Các ông bố, bà mẹ không thể làm việc tốt nếu không có dịch vụ chăm sóc trẻ em tốt với giá cả phải chăng. Điều này cũng giống như họ không thể đi làm nếu không có hệ thống giao thông vậy. Chính phủ cần phải đầu tư thêm vào lĩnh vực này để thu hút nhiều phụ nữ quay trở lại nơi làm việc. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ Anh cần cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn nữa để giảm chi phí chăm sóc trẻ. Các cải cách như vậy được kỳ vọng có thể giúp 1,5 triệu bà mẹ tham gia nhiều hơn vào thị trường việc làm, qua đó thúc đẩy sản lượng kinh tế thêm khoảng 1% GDP mỗi năm.